Trong khi gần như tất cả sự chú ý sẽ tập trung vào nữ hoàng Elizabeth vào tuần tới, khi bà kỷ niệm 70 năm trị vì trong năm nay. Đối với những người hướng về tương lai của chế độ quân chủ Anh, sự chú ý đang chuyển sang cháu trai của bà, hoàng tử William. Hoàng gia Anh bầm dập những năm gần đây với hàng loạt các vụ tai tiếng. Từ vụ kiện lạm dụng tình dục của hoàng tử Andrew, con trai nữ hoàng, rồi đến việc hoàng tử Harry, em trai hoàng tử William, từ bỏ hoàng gia để chuyển đến Mỹ cùng vợ Meghan năm 2020. Và cảnh sát đang điều tra cáo buộc về hành vi sai trái tại tổ chức từ thiện chính của người thừa kế, Thái tử Charles. Với tình trạng sức khỏe của nữ hoàng 96 tuổi được mến mộ, ngày càng đáng lo ngại, buộc bà phải rút khỏi các cuộc giao lưu với công chúng. Lễ kỷ niệm bạch kim của bà sẽ không chỉ là thời điểm để suy ngẫm về quá khứ của bà, mà còn để nhìn về phía trước. Hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy phần lớn công chúng Anh ủng hộ chế độ quân chủ. Và trong khi người cha 73 tuổi ít được yêu thích hơn, thì hoàng tử William, người đứng hàng thứ hai lên ngôi, và vợ, công nương Kate, được yêu thích nhất sau nữ hoàng. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cũng cho thấy những người dưới 50 tuổi có nhiều ý kiến trái ngược hơn về định chế quân chủ. Tương lai không phụ thuộc vào hoàng tử William, và tất cả chúng ta đều biết rằng búa rìu dư luận có thể rất tàn nhẫn. Một thập niên trước, lễ kỷ niệm kim cương của nữ hoàng Elizabeth khi đó phản ánh kế hoạch đã được hiểu rõ từ lâu của thái tử Charles là nhằm giảm bớt chế độ quân chủ trong gia đình khi ông trở thành vua. Nhưng cú sốc về việc rời khỏi hoàng gia của vợ chồng hoàng tử Harry đặt ra áp lực nhiều hơn cho hoàng tử William và gia đình trẻ của ông để duy trì khả năng tồn tại lâu dài và sự nổi tiếng của định chế quân chủ, trong khi điều hướng một xã hội đang thay đổi nhanh chóng. But William is the key person because William is going to be king one day. Hoàng tử William là nhân vật chủ chốt vì sẽ trở thành vua một ngày nào đó. Về cơ bản, ông là người cuối cùng trong số những người Mohican. Tôi nghĩ rằng rất nhiều khó khăn đặt lên vai hoàng tử William cho tương lai của chế độ quân chủ. Hoàng tử William và công nương Kate đã được truyền thông đưa tin tích cực trong 5 năm qua, nhưng cũng nhận phải không ít lời chỉ trích, đặc biệt sau chuyến đi gần đây đến Caribe của vợ chồng ông. Theo tờ Sunday Mirror, chuyến thăm đã khiến hoàng tử William và công nương Kate suy nghĩ lại về hình thức của chế độ quân chủ nên như thế nào. Cặp đôi nói rằng họ muốn được biết đến bằng tên chứ không phải tước vị, công tước và nữ công tước xứ Cambridge. Ông Michael Head, người từng là phụ tá chủ chốt của hoàng tử trong suốt một thập niên cho đến năm 2018, cho biết dù hoàng tử William không thích nghi lễ, nhưng ông ấy hiểu tầm quan trọng của điều này. Hoàng tử William chấp nhận chế độ quân chủ cần phải thay đổi theo thời gian để duy trì sự phù hợp, điều mà nữ hoàng đã được ca ngợi. Hoàng tử năm 2016 gọi bà là hình mẫu tốt nhất cho công việc